ta chia tay đừng có đi tẩm sát cho sao. Đúng không? Cho em xin rê thử đi. Biết không? Em nói cho chị nghe nè. Dâm đứng đây nghe em nói. Yêu làm gì để đau khổ, đúng không? Bởi vì á, mọi người biết không, tình yêu là thứ đôi khi làm mình say mê, đôi khi làm mình ngơ ngác, tìm một người đến nó dễ.
Đà Nẵng